Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được quý vị các bạn ghé thăm kênh của mình. Rồi hôm nay tại điểm bán cây kiểng của Thanh Bình. Hôm nay giới thiệu gì Bình ơi? Chào chú Tuấn ơi, chào tất cả các bà con lên xem kênh ạ. Hôm nay em giới thiệu với bà con là một số là bông giấy nha bà con. Với phôi hoa giấy. Đây, phôi hoa giấy. Bông giấy với phôi. Mai chú thủy. Em được cặp mai chú thủy với mấy cây cần thăng ha bà con. Rồi. Đó. Đây là cây cần cây mai chú thủy. Này chắc lá nhỏ quá ha chú. Số 1, số 0. Lá nhỏ. Lá nhỏ. Da đó. Gì đây không biết. Da cái vàng. Này chắc da đen rồi. Có da vàng á, da trắng á. Rồi. Rồi cây này để thông số đi, cây này nó thành phẩm hả bà con. Thân chậu cao nó 27. Tổng cái chiều dài của nó là 50. Tán ngang nó là 35. Đó. Cho cái hoành nó một cái đi. Hoành thân. Hoành thân nó là 16, 15 đi. Yếu một chút. Rồi nào lật ngửa nó lại đây. Đây, tay chi đầy đủ hết rồi, đó. Rồi. Vô dây rồi, em hết rồi. Rồi cái này giao lưu với bà con là 1 triệu 2 em bao ship toàn quốc nha bà con. Rồi, số điện thoại. Số điện thoại của em là 0939979212 bà con. Đây một cây nữa. Em về có được một cặp hả? Hàng bonsai. Chiều dài của nó là 47. Ngang nó là 33. Rồi. Cao là 28. Đó. Rồi hoành thân. Hoành thân ha. Cái đó. Thân này 21 đây. Hơn 21 một chút, tính 21 đi. Rồi cây này cũng có giá là 1 triệu 2 luôn. Em bao ship toàn quốc. Đó. Rồi tới cây cần thân ha bà con. Đó, cần thân thành phẩm luôn ha. Về được mấy cây cần thân à. Cao nó 30. Rồi. Dài nó là 35. Ngang nó là 24. Đó, ta chi đầy đủ hết ha. Cái này hai ba nước dây rồi, cái này chỉ về mở dây là chơi à. Rồi cây này có giá là 1 triệu mốt, em bao ship toàn quốc ha bà con. Cây cần thân số 2. Đây cây cần thân số 3. Cái này mới vô dây thôi ha bà con. Cao là 25. Chiều dài của nó là 46. Ngang của nó là 32. Đó. Cũ rất quái luôn ha. Ủa cần thân nãy mình có đo hoành cũ nữa. Cái hoành cũ cái này nó là 30. Rồi, rồi cây này có giá là 800k, em bao ship toàn quốc ha bà con. Đó, rồi. Đỡ cây. Đây, cây cần thăng số 4. Đó, cây này ra dáng hết rồi ha. Tổng chiều dài nó là 42. Chiều cao của nó là 38. Đo hoành cũ nó đi, này cũ đặc. 29. Quay. Thân 14. Rồi cây này có giá là 1 triệu 2 luôn, em bao ship toàn quốc ha bà con. Rồi tới cây hoa giấy số 5 ha bà con. Hoa giấy này cái đế rất là khủng ha. Đó. Cái này em dạng bán phôi đi. Chứ cây sợ ship tới nơi gãy thì thu vu lắm. Này mình cũng như em chừa cái bo lại cho bà con xài đi, miễn nó ra ngoài nó còn nguyên của mình, có thể mình lấy bo mình ghép lại được. Rồi cây số 5 nha bà con. Bán giá phôi phải không? Dạ. Rồi cái này đang ghép cẩm thạch một màu. Cao nó 98. Đây là giấy Mỹ đây, còn Mỹ đây. Đo tới phôi thôi. Dạ. Rồi cao nó đây nè. Rồi. Cao nó là 98 đó. Rồi đo hoành. Hoành của nó là 20. Rồi hoành 20. Thẩm hoành cũ đặc của nó đi. Cũ này quá đặc luôn. 62. Rồi. Này cũ khủng nha bà con. Rồi cái cây này có giá là 1 triệu 6. Em bao ship toàn quốc hay bà con. 1 triệu 6. Rồi đổi cây. Cây số 6. Đó. Cũng vậy luôn nha bà con. Đây chiều cao của nó 74. Rồi cái hoành của nó chỗ này nó dính vô chút cái gió là 19.
19. Ở trên đây, ở dưới đây nó tới hai mấy rồi. Đây thì nó 22. Rồi. Đây nè. Cái này là cái nhánh giót của nó, là chưa trồng cái nhánh mẹ nó, rễ bây giờ nó ôm lên tới đây hết trơn rồi đó, nó còn nhánh khô nhỏ đó đó. Rồi cây này cũng có giá là 1,6 triệu luôn, em bao ship toàn quốc, đổi cây. Đây. Nó lớn lớn mình ơi. Cây số 7 hả bà con? Số 7 có chiều cao là 76. Rồi. Đó, cái này cũng như ba tính thôi luôn phải không? Giá dạ, thôi dạ, phải không? Dạ dạ dạ. Rồi, này khỏi. Nó có bị khô chỗ này cái hả bà con? Khỏi đo tàn. Khỏi đo tàn, mình đo tổng hoành của nó đi. Này giống coi như là cái đó tặng bo về ghép. Này 57 trên đây. Quanh đây nó tới 70 rồi. Chắc 70 quá. Rồi 70. Rồi hoành thân chủ của nó đây ha. 22. 22. Đó, rồi cây này nó đóng chi tay rồi là rất là đẹp ha bà con. Rồi cây này có giá là 2,2 triệu bao ship toàn quốc. 2,2 triệu bao ship toàn quốc. Dạ. Rồi, cây số 8. Cây số 8. Cao. Cao là 65. Là mình bỏ mà không có tính cái mấy cái dạ. chi cành này nghe bà con. Bán giá phôi. Rồi về chơi còn nhiêu chơi nhiêu. Có nhánh mình ghép lại cái này hoành nó 20. 20. Rồi, cái cũ nó luôn. Trừ hao ship thì bị nó gãy phải không? Dạ nó gãy đó, chắc ăn là phải gãy rồi. Rồi, này 68. Rồi, cây này có giá là 1,7 triệu em bao ship toàn quốc. Nói chung này, là để đẹp cho bà con. Giờ đi xa là nó có gãy hết. Thành ra báo giá vậy thôi. Cây số 9. Cây số 9 là cây hoa giấy Mỹ ghép cẩm thạch. Chiều cao nó là 35. Đó, cây này thì em bảo vệ tàn được nè. Hoành nó là 11. Chát đây 11 đi. Tăng ngang nó là 40. Rồi cây này có giá là 550k em bao ship toàn quốc. Đổi cây. Rồi này cũng một màu ha. Một màu tím. Đó rồi. Tím. Cây số 10 cũng đồng giá là 550k. Cao là 46. Ngang nó là 48. Hoành nó là 9 đi. Rồi, rồi cũng 550k luôn. Đây cái đế rất đẹp ha. 550.000. Rồi, đổi bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc cây số 11. Đây, cái này cao nó là 29. Tán ngang là 32. Rồi mấy cây này thì ship được, không có gãy. Không, hoành nó 10 ha. Quanh 10. Rồi cây này có giá là 350k bao ship toàn quốc. Rồi. Rồi cây 12 này cũng đồng giá là 350k luôn ha bà con, bao ship toàn quốc ha bà con. Cao nó là 34. Chiều dài nó 33. Đó, cái này hoành mấy đây nó dẹp lép nè. 8. 8 hả? 8. Rồi, 350k. 350. Rồi đây là phôi ha bà con. Đó, tới phôi bông giấy ha. Phôi này để mình đo cái hoành của nó, mình đo hoành cái này giá dễ chơi. Hoành nó chín đi. Rồi báo cho mình là chín đi. 9, 11, 12 có hết. 8 không? Có luôn, không chứ không thấy 8 đâu. Cái này nhỏ nhất rồi. Rồi cây này có giá là 350k bao ship toàn quốc. 350. Dạ, phôi giấy Mỹ ha bà con. Đây, cái này phôi này đẹp ha bà con. Cao nó 40. Hoành chỗ này nó là 10 gần 12 rồi. Rồi cây này có giá là 400k bao ship toàn quốc. Đây. Cây số 15, rồi cũng đồng giá là 400 luôn ha bà con. Cao cỡ 40. Đó, hoành chắc cỡ 10. Đó, nhưng mà mình nhờ cái dàn đế của nó ha bà con. Rồi 400.000. 400.000. Bao ship toàn quốc. Rồi cây này cũng vậy luôn, 400.000 luôn, bao ship toàn quốc nha bà con. Đó. Đây. Rồi. Nó hoành thử cái nó rồi. Hoành chỗ này nó 12 rồi. Hoành 12. Đó, cũ nó gì nè ha. Hai tay. Rồi. Đó. 400.000 bao ship toàn quốc. 16 điện thoại luôn Bình ơi. Số điện thoại của em là 0939979212 hay bà con. Rồi số 17. Số 17, cây này có giá là 450k hay bà con. Đó. Bao ship toàn quốc luôn. Đó. Rồi, tiếp tục. Số 18.
Đây cây số 18 này cũng có giá là 450k luôn. Cái này nữa em bó bầu đây ha bà con. Dở ra để vô một chút giá thể nó mình giữ ẩm nó là bó bầu đi hà chứ thường thường. Rồi cả 10 trên 10. Bên này có 12. 12. Dạ. Nhiều. Rồi 450 luôn. 450 luôn. Rồi đổi cây. Cái thường thường người ta giấy Mỹ người ta dẫn người ta bó khô đi luôn đó. Bà để khô luôn không sao luôn ha. Không sao mới bứng đi giao khô luôn bình thường. Này hoành nó là 11. Hoành 11 chặt cái nhánh để khô còn cầm sống mà. Cao là 39. Rồi. Rồi cây này là có giá là 500k, em bao ship toàn quốc hay bà con. Đó. Rồi cây số 20. Cây số 20. Rồi cây này giá là 400k, 350k đi. Đó. Rồi 350 này dáng đứng bonsai rồi có đầy đủ hết ha. Qua giấy Mỹ, qua giấy Mỹ ghim. Qua giấy Mỹ ghim. Đó, ok. Cây 21. 21 cây này có giá 400k ha bà con, bao ship toàn quốc. Đó. Đẹp ha bà con. Đó, lô này là giấy Mỹ ghim không à. Phôi cũng đẹp giá luôn. Hữu nghị, giá hữu nghị luôn dễ đó. Dễ chơi. Để ghim thì bông vẫn có năng vẫn cây được. Cây 22. Rồi cây này có giá là 400k ha bà con. Đó. Này mình chọn cây đi, chủ yếu là cái dàn đế của nó trước đi. Rồi. Rồi đổi cây. Rồi, cây này có giá là 500 ha bà con. Cây số 23. Cây số 23, giá 500 ha bà con. Đó. 500. Hoành cũng lớn rồi, đo thử coi. Chơi. Hoành nó 13 gữ rồi, gần 14 rồi. Hoành 13. Đó. Rồi. Rồi, 500 ha bà con, đổi cây. 500. Tiếp đây. Theo. Đây cây số 24, cây này giá là 450 ha bà con. Rất đẹp dàn rễ này luôn. 24 là 450 ha bà con, hoành cả 10 ha. Hả? Bao phí ship toàn quốc. Bao phí ship. Rồi cây 25 này có giá là 500k đi. Bao ship toàn quốc. Dạ, cái này rất đẹp. Rồi hoành cả 12. Dạ, hoành cả 10 12 à. Rồi, đó chủ yếu dáng thế thôi bà con. Dạ, dáng thế với dàn rễ. Rồi cây này là có giá 600k ha bà con. Đó. Lóng dáng thế rất đẹp luôn, rễ rất quái luôn. Cái này nuôi cần thời gian nữa là bích cái thùng này luôn à. Đó, dàn rễ nó ra. Rồi ha bà con. Cây 26 ha bà con. Cây 27. Cây 27 này có giá là 500k ha bà con. Đó, hoành cỡ 11. Hảo lên kết đi. Rồi. Nó gần 12 luôn rồi. 12. Đó, cao nó cỡ 30 quá. Tự dần đến 32. Rồi. 500k bao ship toàn quốc. 500.000. Đây cây này cây dáng đổ ha bà con. Đó. Cây này có giá là 450k ha bà con. Hoành cũng cỡ 10 đi ha. Dạ, hoành cỡ 10 nó dáng đổ đó, rất là đẹp. 400. 450. 450. Dạ. Rồi. Đổi cây. Rồi cây này cũng giá là 450k luôn ha bà con. Đó. Nó có dàn đế này chủ yếu giờ người ta nuôi đế không à. Phôi giấy Mỹ. Phôi giấy Mỹ. Cây số 29 ha bà con. Rồi số điện thoại của em là 0939979212 ha, có Zalo luôn ha bà con. Đó. Cây số 30. Đó. Hoành chỗ này của nó là 13, bao sóng 12 bao luôn. Ship toàn quốc. Bao sóng bao ship luôn. Cái chỗ này nó bị lỗi chỗ này cái ha bà con. Rồi tính cái này 500 thôi. Tính kêu 500 mấy 600. Nhưng mà nó không sao em bao sóng. Rồi. Rồi. Cây đó số mấy? 30 ha bà con. Cây 31 này giá 350 ha bà con. Đó. Cây 31 này đóng cái thế cũng đẹp nữa nè. Đó. 350 ha bà con, bao ship toàn quốc. Dạ. Bữa nay như bữa nay em lên clip em like em bán là khoảng chắc ngày mai chiều mai mới gửi hàng ha bà con. Đây sắp tới là cái gì ha bà con. Tại rồi. Vì của bà xã rồi của em nó cái hơi nhiều cái làm không kịp. Em thông báo trước đóng gói nè, kỹ lưỡng nữa. Dạ dạ chứ làm lâu lắm, làm giấy ẩu quá không được. 44. Rồi. Đó, cây này có giá là 550k ha bà con. Lộn địa chỉ, lộn nọ tùm lum hết. 11, gần 12. Rồi, đổi cây, cây 32. Rồi. Cây 33. Rồi, cây này có giá là 450k ha, giống như một con gắn quắn lên. 33, đó, hoành cỡ 90 à. Rồi, xuống đó, cây. Xuống cây. Cây 34. Cây 34 này có giá là 600k ha bà con. Dàn đế đẹp quá luôn. Rồi hoành cả 10 ha, coi hoành như cả 10 đi. Dạ dạ. Không dưới 10. Dạ.
thể 11, 12. Rồi cây 34 nha bà con. Bán theo cây luôn. Theo cây. 35, 35 này là hai cây luôn rồi nè. Thích dáng nào lấy dáng đó. Cây này là giá là 600k luôn ha bà con. Này cũng như hai cây quấn lại một này ha. Đây. Đó. 35 cây luôn, hai cây dính vô rồi. Đó không? Dính vô luôn rồi đó, nó giờ nó chưa dính có dính đâu, thời gian là mới dính luôn. Dạng rồi, đó được này được hai cây. Được hai cây đó, cây 35 ha bà con. Rồi, 600k. Cây 36, rồi cây này giá là 400k ha bà con. Đó. Này 400k. 90 à. 89 rồi. Đây à. Chỗ này chắc có 10 được. Rồi, rồi đổi cây. Cây 37. Rồi cây này có giá là 500k ha bà con. Đó. Hoành cỡ 10. Hoành cỡ 10, 11. Bao ship toàn quốc ha bà con. Cái này mình về mình sửa cái dáng lại cái nữa là được rồi. Bảo okay. Sống. Bảo dễ sống, sống rất luôn. Là dễ sống cho mọi người toàn quốc ha. Nhánh này nè. Giờ đi về mình cắt ngang đây mình cắm xuống yêu cầu nước ẩm ẩm là sống bình thường ha. Rồi cây này cũng có giá 500 luôn ha bà con. Hoành cỡ 12. Đó. Rồi. Cây 38 ha bà con. Đây cây 39. Cây 39 này cũng có giá 500 luôn ha bà con. Rất là đẹp luôn. Cái rễ nó muốn bự hơn cái thân luôn rồi đó. Đó. Rất là quái luôn. Cây 39 ha bà con, 500k bao ship toàn quốc. Rồi cây 40 này là cây cuối clip khuyến mãi luôn. Cây này 300k thôi. Đó, bao ship toàn quốc luôn. Rồi hoành 9. Hoành cả 9-10. 9-10. Thử luôn. Thử luôn. Nhiều. 9 gữ. Rồi 9. 9. Rồi cây này là 300k bao ship toàn quốc luôn nha bà con. Cây khuyến mãi ha. Rồi. Rồi cũng cuối clip Thanh Bình cũng chào bà con và cảm ơn bà con đã ủng hộ những clip Thanh Bình vừa qua. Chân thành cảm ơn ạ. Rồi, mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào clip sau.